Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 9 tháng 5 năm 2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng xu hướng ổn định. Theo đó, tôm thẻ size 25 con lớn có giá 170.000 đồng 1 kg, size 30 con có giá 132.000 đồng 1 kg, size 40 con đang có giá 113.000 đồng 1 kg, size 50 con giá 106.000 đồng 1 kg, size 60 con có giá 103.000 đồng, size 70 con giá 100.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ size 100 con đang thu mua với giá 90.000 đồng 1 kg. Giá tôm hiện tại đang ở mức thấp nhất tính từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát đến nay. Với giá thấp như hiện nay, nhiều nông dân chọn phương án thu tỉa để bắt bớt một lượng tôm có kích cỡ phù hợp với mức giá đảm bảo có lãi ở các ao mật độ dài. Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cho biết thị trường tôm rất xấu. Theo ông Hòe, xuất khẩu thủy sản tháng 4 giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó tôm giảm rất mạnh vì thị trường Mỹ quý 1 giảm đến 60%. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.